Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Như Đức Tính đã có chia sẻ với quý vị ở video trước là mình sẽ có kế hoạch đi phát 10 cái phần quà trong cái tháng lương đầu tiên lãnh YouTube của Đức Tính quý vị. Đỉnh đi phát thì anh Phương anh đến, rồi bắt đầu mình hỗ trợ với ảnh đi phát một số phần quà ở dưới ghe và một số hoàn cảnh sống dưới bờ sông quý vị. Nhưng mà phát ở dưới có một hoàn cảnh dưới ghe phát không được là do chú không có nhà. Rồi sau đó thì buổi chiều này mình đi phát cho cái phần của Đức Tính thì Đức Tính sẽ ghé phát cho chú Dư ở bờ sông luôn. Xin mời quý vị cùng theo chân Đức Tính nhé. Tới trường hợp đầu tiên cái gì thì chủ nhà bưng vô bỏ đây thì cái dịch mà không có ok thì cái hoàn cảnh này mình rất gần hay là cái quán nhà có mấy tôn rất thằng nát, mấy tôn dột đồng tay bục mà tôn thì dột nát hết rồi. Cái này cũng một người bệnh tai biến, sống một mình quý vị, có con gái có chồng ở xa này. Dạ chào bác. Dạ mời mời cậu gái đi ngồi thôi. Bộ tệ quá thì cái dòi sao hả? Bị tai biến rồi. Hồi trước thấy bảnh trai lắm mà sao giờ tàn tạ dung nhan không nhìn ra thân thể luôn nữa. Bệnh mà. Bệnh hả? Bệnh tai biến. Bây giờ thấy cái anh ở của mình hả? Mình một. Chị đâu anh? Nói lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Mình có con cái gì không? Hai đứa con, gái. Hai đứa gái ha? Lớn rồi theo mẹ rồi. Dạ, còn đứa nhỏ? Nó cũng theo mẹ luôn. Dạ là theo, hai đứa con theo mẹ hết luôn. Lâu lâu nó về thăm vậy thôi. Dạ, khổ quá ha. Thì chị thấy cái bụng bàn thờ, bụng bán văn thơ thôi. Thì hôm nay con có cái phần gạo với mì này nè cậu. Con gửi cậu dùng đảo qua mùa dịch ha. Dạ. Dạ, chắc cậu hết gạo hả? Còn gạo không? Cũng gần hết rồi. Cũng gần hết ha. Dạ. Con gửi cậu dùng ha. Dạ. Đỡ dịch nát hết quý vị. Đỡ mấy con. Nè. Lũng mình lũng tan nát. Ở sơ này giọt che mũ. Giọt có che mũ nè. Nè, dội nắng rồi đó, dội nắng. Cái mái tôn này tại hơn mái tôn là trung năm luôn. Cũng vô luôn. Nhà không có tô luôn. Chưa tô gì hết. Phía sau cũng có luôn kìa. Để có cánh cửa này ha. Cũng có con chó cũng đỡ rồi ha. Trời ơi, nước minh thiêu luôn ha. Tôi này sao để một nát hết rồi. Mình coi trên đó có một kìa. Một tan nát hết. Cái đồng tay mất luôn kìa, cái đồng tay một rớt xuống luôn. Trời ơi, có trái cái chắc đã không ta? Chưa có trái. Chắc không chẳng nghịch mùa đó chứ. Cái này có trái là xung xê luôn này, ngon lắm nè. Rồi, cái này ngon rồi nha. Đó ha. Nhà còn cái cửa quý nhất. Tài sản quý đó, quý giá đó. Lúc mà nằm tại chỗ đi chưa được á. Rồi con ghẻ á, con ghẻ với gái về làm đó. Về làm cái chỗ cho nằm á, thấy cái lỗ giường á. Rồi chuyện ống vậy đó. Mà giờ đi được thì bắt đầu tháo ra. Cái cây này mà không có cái cây gỗ này chống lên nó gãy luôn rồi. Đây có cái toilet. Vô toilet luôn quý vị. Ôi ơi. Toilet nhìn cổ quá vậy. Nhà này thì cũng tệ quá, mình gặp nhập tàu. Nhập tàu một cái bể tan nát này. Vậy là cái cụ tự kỷ, cái gậy Trường Sơn. Cái gậy mà cậu chống đi cái gì, bệnh. Nở cái nhà nè. Nở nguyên nhà hả? Nở cái tiền đừng... Mà mình đứng chuẩn bị chưa? Hay là còn quá chắc chưa? Vì còn thiếu nợ đó là chưa chịu quyền. Không có, ý em nói là cái này cái là nhà nước cấp thẳng cho anh hay cấp cho người khác? Cấp thẳng luôn. Cấp thẳng cho anh. Ví dụ như anh trả tiền nợ nhà nước xong là người ta sẽ giao cái bằng khoáng đất lại cho anh. Dạ, vậy đó. Bây giờ tốt chứ đừng giống như anh Năm cha sinh khờ nha. Còn qua trung gian người mẹ nữa là khó khăn thì là mình thiếu nhờ gì đó. Cái nền nhà 10 triệu không? Rồi 10 triệu với tiền vay các vay các thầm cầu với vay các nhà luôn 15 triệu. 15 triệu nữa mà để luôn tới năm nay luôn 15 triệu rồi tổng cộng là 25 triệu. Mà lãi chắc cũng nhóc rồi. Nhà lãi chắc cũng ra 30-40 triệu à. Không, một cái nhà này bán dư mà. Bây giờ không bán không có chỗ ở thôi chứ bán dư. Chỗ này xuống luôn rồi nè. Ở cái hàm nữa hả? Ừ, xuống này luôn rồi kìa. Ghê quá vậy ta. Con chào cậu nha.
chúc sức khỏe cậu, con đi hoàn cảnh khác nữa. Đây là cái hoàn cảnh ngay khi hồi trưa mình cùng anh Phương đi đến đó quý vị, mà chú đi làm không có nhà. Bây giờ mình trở lại cái giờ buổi chiều rồi nè, canh cái giờ đi làm về. Mình đến nữa mà không biết có nhà chưa nữa, sao thấy còn đóng cửa đây. Chú ơi, bây giờ con ở đây có cái phần gạo này của chị Dung ở bên Mỹ á. Thông qua cái kênh YouTube của anh Phương này là chưa anh đi phát mà em đi theo hỗ trợ ảnh, nhưng mà lại đây chú có nhà. Bắt đầu về bây giờ cái thấy cái tìm hiểu thì thấy cái hoàn cảnh của chú khổ rồi, cho nên là con mới lấy thêm một thùng mì với 10 cái trứng vịt, chú lại lấy giùm con ha. Tại vịt này không có trao tận tay được, chú lại nhận giùm con. Để tính theo anh Phương, hỗ trợ anh Phương trao quà của chị Dung thôi. Nhưng mà thấy chú khổ quá thôi, con chích tiền lương hỗ trợ thêm mì với trứng. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe ha. Cố gắng vượt qua mùa dịch chú ơi. Mình mới trao cho cái phần quà của chú Dư ở dưới ghe quý vị. Thì có một cái cô này cổ mới chạy xuống tới dưới, cổ nhờ lên tôi xin mấy cái phần lương thực. Cũng không biết cái hoàn cảnh của cô sao, cho nên là cũng hỏi thăm một số người hàng xóm đây, giờ mình lên tới nhà cô. Là cô thứ mấy hả cô ha? Dạ, cô đứng xa xa đi, mình đứng xa xa. Cô thứ hai hả? Dạ, cô bịt khẩu trang lại. Thứ hai là cô ở đây với ai cô? Với em, với thằng em. Cái nhà này của cô hả? Dạ. Cái nhà này mình, nhà của mua của nhà nước hay là sao? Nhà nước cho. Nhà nước bán cho chậm 10 năm á phải không? Hay là cô là tái định cư? Đó, thằng em đó. Nhà của cô hay nhà của em? Ở chung hết trơn. Ở chung chưa hả? Dạ, vậy là nhà em. Nghe nói cô còn người cha hả? Dạ. Cha già hả? Dạ. Ở bên chợ bánh. Người cha bên chợ hả? Dạ. Dạ, đi nhanh rồi. Thôi được rồi, kìa cô cứ nói chuyện đi. Rồi bây giờ cô sống ở đây với ai? Sao nghe nói cô nuôi cha mà? Có, nuôi rồi, có thằng em nữa, có thằng Tâm. Có người em nữa, rồi cha thì sống với người em ha? Dạ. Dạ. Rồi hiện tại cô sống đây với người em ruột. Dạ. Là nhà này của cô hay của em cô? Ở chung. Ở chung hen. Dạ. Dạ. Nhà này mình cất lâu chưa cô? Nhà này cô cất lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hen. Cô ở đây có sổ hộ nghèo không? Hả? Có hả? Có, vậy là gần đây chắc nhà nước cũng có tới cấp gạo rồi hen. Rồi chào chú. Cô nhờ tới quay giúp hỗ trợ lương thực. Có mà nhà nước cho có được 15 kg à. 15 kg hả? Cho mình được mấy lần rồi hả chú? Cho mình được mấy lần rồi? Cho mới một lần thôi. Một lần hả? Thì có hỗ trợ tiền gì không? Không. 15 kg một hộ quá ha. Đúng rồi đó. Dạ. Thì chú. Bà chị thứ hai. Dạ. Bây giờ chú với cô sống chung nhà này. Vợ chú làm gì hả chú? Đi làm thuê mà bây giờ bị gì sao đi làm. Dịch ha. Chú thường thường đi làm thuê công việc gì cho ai? Đi làm đơn làm mình á, đi 24 giờ làm mấy à. Lao động tự do ha. Rồi dịch này chú đâu có làm được hả? Đâu có công việc gì đâu làm hả? Vậy sao nghe nói chú đi đâu mới vậy? Chú đi công việc gì mới vậy? Có, đi cũng đi làm rồi cũng đi công chuyện rồi đi kiếm việc làm nữa. Dạ. Yeah. Không ai làm thuê đâu. Không ai thuê ha. Mình ở đây điều kiện mình có ruộng vườn gì không anh? Có công việc gì là có. Chỉ đi làm thuê thôi. Làm mướn sống. Rồi còn mà cô này thì sao? Bà chị này mới đâu có làm được đâu. Bà bị dị tật nữa. Dị tật khen. Bị sao anh? Bị tật sao? 6 mấy tuổi rồi đó. 6 mấy tuổi hả? Vậy là cô này chắc có cái lương bệnh tật của nhà nước ha? Không có luôn. Không có luôn hả? Ủa? Vậy là cái bệnh nó chưa đến mức độ lãnh lương phải không? Bà dạ. Là tuổi thân. Dạ. Thì chú năm nay mấy mươi rồi? Bà lên rồi còn ghép. Dạ. Ủa vậy trên lệch sao chứ hả? Tại còn cách mấy người hả? Còn nữa, lại thứ tư rồi đó. Dạ, rồi chú sống ở đây có con cái gì không? Có vợ không? Không có chưa. Chưa vợ luôn hả? À, giờ mà sống luôn. Dạ, cách con giáp là bên đây 60 mấy anh 66. Chú, 5 mấy? 54. Dạ. Ôi, sống vậy tới giờ luôn đó hả? Vậy là giờ dịch này không có gạo à? Giờ hình mình còn lương thực gì không chú? Thì nước mới cho hôm cái xã
Rồi mình có tiền để mua đồ ăn gì không? Không, thì đi làm bốn gì sống thì xài thôi. Dạ. Mà dịch này thì thua rồi ha. Cho con vô nhà cái hả chú? Dạ, chú vô trước giùm con đi, chú vô trước xa xa đi. Dạ. Tại vì dịch nè, cho nên là giúp con cắt. Giờ mình thì cũng cất được ổn rồi ha. Để đồ không cho không à. Có một cái bóng đèn nhà, có cái bóng đèn duy nhất vậy đó. Dạ. Chứ là nhiều quá rộng lắm rồi, tiền đêm được rồi, không quá à. Dạ. Nhà mình cất chắc chưa hết đất hả chú? Chưa. Dạ. Cho ra làm sao cái? Ra bình ra mà cũng không có tiền mà nổi. Nấu củi luôn. Nấu củi hả? Nấu củi rồi, ở đây củi đồng nấu. Dạ. Nước ra mình ra mà hết ra không tiền đói hả? Tiền đâu đói. Dạ. Thì có nói chung cũng có được căn nhà vậy, nhưng mà hoàn cảnh dịch này không có làm ra tiền để sống. Khi nãy sao mà cô biết con dưới mà cô chạy xuống? Nghe ta nói. Nghe ta nói hả? Nghe cái chuyện hồi nãy nói. Dạ. Tôi đã biết rồi, nói ở nhà luôn. Ta thấy cô khổ rồi, cái ta thấy có người phát gạo, cái ta kêu ha. Dạ, có người kêu. Dạ, dạ. Thôi giờ về để con về con cũng lấy cho cô một phần. Bây giờ con trên xe hết rồi. Để con chạy về nhà con đi mua cái bên chợ có bán không ta? Cái này không biết tập quán có bán không? Trễ giờ quá, trễ 6 giờ là không cho ra đường rồi. Bây giờ đi con chờ con chút nha. Chào cậu. Con bổ sung thêm cái phần hồi trưa thêm 10 chứng dịch nữa. Gửi cậu hen. Rồi chúc con ngon miệng nha. Phần này phần mới phát sinh. Vợ con nó hụng phần đó đó. Rồi con chờ con đi tiếp nha. Do tình hình dịch là không có tiếp xúc gần đi trao được hả cô? Cô thông cảm lại nhận giùm cháu đi. Dạ dạ, cô lại nhận giùm cháu đi. Mới đi chợ mua đó chứ. Chợ thì mua sẵn rồi mà mì hết. Cái đó là 30 cái mì là tương đương với một thùng nha cô. Dưới có 10 trứng vịt trong cái bọc đen đó cô lấy giùm cháu. Dạ, ở đó là 10 ký gạo ha. Dạ dạ, cô nhận đi. Dạ. Rồi chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha, cố gắng vượt qua mùa dịch này cô ha. Dạ dạ. Đây là cái hoàn cảnh khi nãy mình có nói đó quý vị. Mình đang trao quà cho cái hoàn cảnh của chú Dư ở dưới ghe. Thì cô xuống cô hỏi còn không cho cô xin chứ. Cái cô đang khổ lắm, không có lương thực ăn. Thì mình mới đi tìm hiểu ở dài dài sớm thì người ta mới nói là khổ mình lên đây đây. Rồi coi là mình lấy tiếp tục hoàn cảnh khác quý vị.